Ngày 6 tháng 11, trao đổi với Báo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, Nguyễn Thanh Danh cho biết trên địa vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động. Theo đó, vào chiều 5 tháng 11, các công nhân đang thi công xây dựng công trình dự án khu đô thị mới huyện Thới Lai thì bất ngờ thanh ngang của giàn giáo bị sụt xuống. Có ba công nhân bị thương được đưa tới bệnh viện điều trị. Hiện nguyên nhân vụ việc đang điều tra làm rõ.